Mô Tô Khánh sửa xe chuyên nghiệp, 51 Huỳnh Vẫn Đạt, quận 5. Đây là một nơi sửa xe máy mô tô các dòng phân khối lớn, uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. 51 Huỳnh Vẫn Đạt, các bạn hãy lưu một địa chỉ này vào để biết khi xe mình có sự cố gì thì hãy đem đến đây kiểm tra tất cả các dòng với giá cả hợp lý ha, uy tín. Các bạn xem vlog đã biết chơi mô tô khi xe ho sổ mũi thì cũng phải biết sửa chỗ nào nha. Let's go. Xe đó hoàn thiện rồi, bây giờ test thử nè. Anh thợ đang test thử sau khi thay cái bung tu của bình xăng con á. Do xe nó cái bình xăng con bên bung tu của nó mòn á nên mình bấm lại cái sơ mi cho nó ha. Bây giờ thợ đang test. À, tiếng máy nổ sẽ ngọt ngào hơn. Khi rồ ga là giọt liền ha, nó không bị tình trạng mà lận khận. Và garanti nổ rất là ngọt ngào. Các bạn chơi xe thì phải hãy để ý ha. Sửa xe làm sao cho hoàn thiện chiếc xe mình ok nhất ha. Rồi xe đã sửa xong, ngon lành cành đào nha các bạn. Let's go. Rồi. Coi nè, coi bẻ cua nè, hỏi hay lắm nè, coi. Giữ cái rầy ở ngay chỗ đó đó. Rồi, đọc giá. Sao cảm nhận sao? Rất là phiêu linh. Giá cái bật vô bóng không? Hả? Cho xin ý kiến rồi.
Thank you.